Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày và mỗi buổi tối trên S Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật nhất và không thể bỏ qua có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 2 tháng 4 nhé. Những ngày gần đây thì ồn ào Ngọc Trinh bị trộm đột nhập vào nhà và lấy cắp đi bộ sưu tập đồng hồ trị giá tới khoảng 15 tỷ đồng đang gây xôn xao mạng xã hội. Và sự việc này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thì mới đây, Natalie lại bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái với những lời lẽ mỉa mai được cho là ám chỉ Ngọc Trinh. Giữa ồn ào tranh cãi thì Minh Phương là quản lý của Ngọc Trinh đã chia sẻ hẳn một bài viết về câu nói của Natalie để nêu quan điểm và đính kèm thêm những chiếc icon giận dữ. Cô đã viết rằng không hiểu sao cứ thích cười và mỉa mai trên sự mất mát của người khác như vậy. Trong lúc này thì nữ hoàng nội y vẫn giữ thái độ im lặng. Sau đó ít lâu thì Natalie lại đăng tải một chiếc status khác gợi lại những chuyện cũ và gọi thẳng tên Ngọc Trinh để tố anh chàng bị cắn ngược. Trước sự việc trên thì trong ngày hôm nay 4 tháng 2, quản lý của Ngọc Trinh đã viết một bức tâm thư đăng đàn để thể hiện sự bức xúc thấy rõ của mình. Trong tâm thư của mình thì Minh Phương cho biết, ngay cả người ở đáy của xã hội họ cũng có quyền được chiến đấu cho một cuộc đời khác vào ngày mai. Chắc gì hôm nay ở đỉnh là cả đời không chạm đáy. Đừng tự đẩy mình vào đường cụt, mà lạ nhất là nhiều kẻ cũng chạm đáy rồi, nhưng vẫn hào sảng và dìm người khác xuống ngay khi cả bản thân mình cũng cảm nhận được sự nhục nhã và ê chề. Đấy gọi là sự độc ác của kẻ không có lương tâm. Cô nàng cũng nói thêm rằng, mình là thể loại rất ghét đạo lý, nhưng mà nếu ai muốn bàn về nhân cách, đừng đem học thức và tầng lớp cũng như gia thế tiền bạc ra để đọ. Đừng đem những thứ đó ra để bao biện rằng có giỏi thì mang ra đây mà đọ với tôi, hay là lấy những thứ đó ra để coi thường và đạp người khác xuống. Ai chẳng biết đó là thói tiểu nhân và tầm thường. Đừng cầm dao đâm người khác, bởi vì sẽ lại có người cầm dao đâm bạn mà thôi. Và hiện tại thì vụ tranh cãi trên vẫn đang là chủ đề được bàn tán rất xôn xao trên mạng xã hội. Mới đây thì cộng đồng mạng đã xôn xao chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một nam shipper đang vừa gọi điện vừa khóc lóc, bên cạnh đó là chiếc xe máy của anh chàng và một chiếc Lexus đang cháy xước. Có lẽ là chúng ta cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, nam shipper này đang trong quá trình di chuyển và không chú ý đã va quệt với chiếc xe Lexus và dẫn đến hư hỏng khá nặng. Tại hiện trường thì nam shipper vừa gọi điện để cầu cứu và vừa khóc lóc. Tại thị trường Việt Nam thì được biết mẫu xe Lexus 570 này có thể có mức giá dao động từ khoảng 8,5 cho đến trên 10 tỷ đồng, tương đương với một căn biệt thự cao cấp. Được biết sự việc này đã xảy ra từ hồi giữa tháng 3 năm 2021 trên đường Phan Đình Phùng, Hà Nội và nay được chia sẻ lại, nhưng mà clip ở một góc khác của hiện trường thấy rõ chân dung của shipper đã bất cẩn. Khi đoạn clip được chia sẻ thì nhiều người đã tỏ ra khá là ngán ngẩm và cho rằng việc nam shipper này vừa lái xe vừa chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình là một hành động rất nguy hiểm, và vụ việc lần này thì là một bài học đắt giá dành cho anh chàng. Và tối ngày hôm qua mùng 1 tháng 4 thì Phan Mạnh Quỳnh đã khiến cho cư dân mạng sốt sắng khi bất ngờ hé lộ ảnh cưới cùng với bạn gái Khánh Vy của mình. Được biết thì cặp đôi này đã hẹn hò được khoảng 2 năm rưỡi rồi và đã nhiều lần phải trì hoãn đám cưới do tình hình dịch bệnh còn đang căng thẳng. Được biết thì Phan Mạnh Quỳnh đã cầu hôn Khánh Vy vào năm 2018 và đã nhận được cái gật đầu từ nhà gái. Cả hai đã định tổ chức đám cưới ngay sau đó không lâu nhưng đã phải lùi lại vì chưa học xong lớp giáo lý của Đạo Thiên Chúa. Rồi sau đó là dịch Covid-19 nổ ra khiến cho kế hoạch cưới xin của cặp đôi này liên tục bị trì hoãn. Tuy nhiên do thông báo đang chuẩn bị làm lễ cưới vào tối ngày 1 tháng 4 nên là nhiều cư dân mạng đã thắc mắc liệu đây có phải là một cú lừa từ nam ca sĩ trong ngày cả tháng 4 hay không. Và cho tới ngày hôm nay mùng 2 tháng 4 thì chính Phan Mạnh Quỳnh đã xác nhận về việc đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ với Khánh Vy. Nếu như mọi thứ hoàn thành theo đúng tiến độ thì đám cưới sẽ diễn ra trong tháng 4 hoặc tháng 5 này. Tuy nhiên, Phan Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ rằng anh vẫn chưa chốt thời gian cụ thể. Theo nam ca sĩ từng tiết lộ thì anh muốn làm một đám cưới đơn giản theo kiểu truyền thống và có sự tham gia của họ hàng, dân làng ở quê nhà của anh và Khánh Vy. Anh cũng chia sẻ thêm rằng ở thành phố có thể chúng tôi chỉ làm tiệc báo hỷ và mời một số đồng nghiệp bạn bè thân thiết chứ không làm quá long trọng. Trong ngày hôm qua mùng 1 tháng 4 thì nam diễn viên Đặng Trần Thụ là diễn viên trong bộ phim Chủ tịch tỉnh đã qua đời vào lúc 12 giờ 45 phút và hưởng thọ 82 tuổi. Đối với rất nhiều thế hệ thì nghệ sĩ Đặng Trần Thụ là một diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt Nam. Ông sinh năm 1939 và vốn đã rất quen mặt với khán giả qua loạt phim truyền hình khá nổi tiếng, ví dụ như là Chủ tịch tỉnh, Bản di chúc bí ẩn, Blog nàng dâu, vân vân. Được biết thì nghệ sĩ Đặng Trần Thụ là người bạn khá là thân thiết với nghệ sĩ Trần Hạnh lúc sinh thời. Theo chia sẻ từ gia đình thì lễ viếng sẽ được diễn ra từ lúc 7 giờ 15 phút đến 8 giờ 45 phút ngày 6 tháng 4 tới đây tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Và hiện tại thì đồng nghiệp và người hâm mộ cũng đã gửi rất nhiều những lời tiễn biệt tới với người nghệ sĩ tài hoa và lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của cố nghệ sĩ. Mới đây thì công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ hình sự đối với bà Trần Thị Tuyến về dấu hiệu lừa đảo và chiếm đoạt tài sản khi mà bà này đã tự mua quan tài về để tổ chức đám tang giả cho chính mình để nhằm trốn nợ.
Theo bà Hát, một người hàng xóm của bà Tuyến đã chia sẻ, trước khi xảy ra vụ việc làm đám tang giả này thì bà Tuyến cũng có đến nhà bà để tâm sự. Tuy nhiên, nội dung cuộc nói chuyện của hai người lại vô cùng mập mờ. Bà Hát cho biết, mình nhận được hung tin là bà Tuyến mất tích vào hôm 28 tháng 3. Ngay chiều hôm sau thì chòm xóm thấy con trai của bà Tuyến đưa quan tài của mẹ về nhà và nói rằng mẹ mình bị sát hại. Tuy nhiên thì trong những ngày mà gia đình bà Tuyến tổ chức đám tang, chính quyền địa phương đã thấy ông Nguyễn Văn Liệt là chồng của bà Tuyến và các con không hề buồn và khóc. Đặc biệt là các con của bà Tuyến vẫn kể với mọi người về nguyên nhân mẹ tử vong có nội dung khác nhau. Theo như cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Cù Lao Dung, qua tin báo của người dân về việc gia đình tổ chức đám tang cho bà Tuyến có sự bất thường và đặc biệt là để làm rõ nguyên nhân bà Tuyến tử vong trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như thế này, lực lượng công an đã kết hợp với y tế huyện để tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang và đồng thời thuyết phục gia đình cho mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi. Cho tới sáng ngày 31 tháng 3, khi nắp quan tài được mở ra, nhiều người chứng kiến đã vô cùng bất ngờ khi không thấy thi thể của bà Tuyến mà chỉ thấy có ba bao cát và nhiều nhánh hoa huệ trong quan tài. Sau khi kiểm tra quan tài không thấy bà Tuyến thì qua vận động thuyết phục, bà Tuyến cũng đã chủ động ra trình diện với công an. Theo đại tá Phan Văn Ứng là phó giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong quá trình lấy lời khai, bà Tuyến đã đưa ra nhiều lời khai về lý do làm đám tang giả này. Lúc đầu thì người phụ nữ này khai là giận chồng nên là làm đám tang giả để xem phản ứng từ người thân như thế nào. Sau đó thì bà Tuyến lại khai là giả chết để xem những người có quan hệ tiền bạc đến viếng tỏ thái độ ra sao. Đối với tiền phúng điếu thì cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra hướng xử lý, bởi việc xử lý tiền phúng điếu còn phụ thuộc vào ý của người tham dự lễ tang nữa. Ngoài ra thì cơ quan điều tra cũng thông báo ai là chủ nợ của bà Tuyến thì hãy đến cơ quan điều tra để cơ quan chức năng có thể làm rõ vụ việc. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 2 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bản tin Gặp Nhau Cuối Ngày vào tối nay mai nhé.